Hi anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Hàn Học Computer. Và như anh em đã biết, gió mùa thì đang về rồi, thời tiết ngoài đường cũng khá là lạnh. Và cháu gì hợp lý hơn ngoài cái việc mà ở nhà ôm máy tính chơi game hay là xem những cái tựa phim ướt át một tí. Và ngoài một bộ case PC ra thì anh em vẫn cần một con màn hình để có thể phục vụ cho anh em cái việc chơi game hay là xem phim nó được sống động từng cm một. Và nói như vậy chắc là anh em cũng đoán ra được là trong video là mình làm gì đúng không? Đương nhiên rồi, mình làm review con màn hình này. Và như anh em đang nhìn thấy phía sau mình đây thì đây là một con màn hình đến từ LG, có mã là 27GN950 Ultra kia. Và đây là một con màn hình gaming cao cấp. Thì với những anh em mà đã dùng qua những màn hình của LG thì cũng đã biết được là cái chất lượng hoàn thiện cũng như là cái màu sắc của nó đem lại cho anh em nó sắc nét đến như thế nào rồi. Và ở đây cũng vậy, 27GN950 nó là một con màn hình gaming cao cấp. Và nó cao cấp là những cái thông số mà mình sẽ cho anh em biết ở phía đằng sau. Nó sẽ hoàn toàn có thể thỏa mãn được anh em trong cái việc chơi game. Và kể cả là với những anh em có cái yêu cầu khắt khe hơn là làm những công việc như là đồ họa hay là video và hình ảnh. Đầu tiên thì mình sẽ show cho anh em về những cái thiết kế trước. Đây là một con màn hình 27 inch 4K, bốn cạnh của nó gần như là không có viền. Anh em có thể nhìn thấy ở đây, nó vẫn là cái thiết kế chân chim quen thuộc, nó vô cùng chắc chắn. Và ở dưới đây là logo của LG và Nvidia Vsync. Chân của màn hình có thể thoải mái điều chỉnh lên xuống và xoay dọc. Tuy nhiên thì anh em không thể điều chỉnh quay trái hoặc quay phải. Thì đây là một cái điểm theo mình, nó là một điểm trừ. Như là anh em nếu sử dụng hai con màn hình thì việc xoay màn hình qua hai bên trái phải nó sẽ là một cái điều cần thiết. Nhưng với 27GN950 thì gần như đây là điều không thể. Ở phía sau mặt lưng thì chúng ta sẽ có một dải đèn LED RGB vô cùng sáng và đẹp. Mà khi anh em chơi game thì cái phần đèn LED nó sẽ hắt lên tường như thế này. Có thể điều chỉnh LED cùng với RGB Sphere Lighting 2.0. Cái phần đèn LED đằng sau sẽ được đồng bộ hóa theo cả âm thanh lẫn hình ảnh của game. Và nó sẽ mang lại một cái trải nghiệm game chân thực hơn với anh em. Về phần các cổng cắm thì chúng ta vẫn được trang bị đầy đủ, là bao gồm hai cổng HDMI, một cổng DisplayPort, hai cổng USB 3.0, một jack cắm tai nghe 3.5 và một cổng cắm nguồn. Khi mà anh em cắm dây và đi dây thì cái dây nó sẽ được gài vào cái chỗ móc này, nó khá là gọn. Tuy nhiên thì mình vẫn thích là chúng ta sẽ có một cái lỗ hổng hay là một cái phần nắp lưng của chân để giấu toàn bộ cái dây kết nối thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Ở phần viền dưới đáy này thì chúng ta sẽ có một chiếc joystick để điều chỉnh những cái thông số của màn hình. Bên cạnh đấy là điều chỉnh những màu sắc của dải đèn LED phía mặt lưng. Về cái kích cỡ joystick của nó thì có phần là hơi bị nhỏ một tí. Tuy nhiên thì về cái tính tiện dụng thì anh em sờ vào khi mà anh em sử dụng ấy thì nó rất là tiện lợi, và cái độ tiện lợi của nó thì không thể bàn cãi rồi. Và có rất là nhiều những cái mẫu màn hình cao cấp ở thời điểm hiện tại họ vẫn đang sử dụng đó là cái nút bấm điều chỉnh thông thường, và nó rất khó trong việc điều chỉnh cũng như là anh em muốn thay đổi những cái thiết lập cấu hình ở trên cái màn hình của mình. Và LG thì khác, trên tất cả những cái mẫu màn hình tầm trung hay là cao cấp họ đều đã trang bị joystick để giúp anh em có thể tiện lợi hơn trong quá trình tinh chỉnh cũng như điều chỉnh màn hình của mình. Cùng với đấy thì là cái phần mềm LG On Screen Control thì mình đã từng nhắc ở trên một số video trước rồi, thì mọi thứ nó còn trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Anh em có thể chia cửa sổ làm việc theo ý thích, đồng thời là tinh chỉnh những cái thông số màn hình bằng cái phần mềm mà mình đã dùng và đang dần quen với việc chia cửa sổ làm việc theo cách như thế này. Và vì đây là một con màn hình gaming cao cấp cho nên là những cái thông số đi kèm nó cũng rất là ấn tượng. Anh em sẽ có một con màn hình 27 inch 4K với tần số quét lên đến là 144Hz, thời gian phản hồi là 1ms trên tấm nền nano IPS, độ sáng đạt 400 nit, DCI P3 đạt 98%. Ngoài ra thì tất nhiên là vẫn sẽ tương thích với cả Nvidia Gsync và AMD FreeSync. Và anh em sẽ phải ngạc nhiên về tốc độ phản hồi cũng như độ mượt khi mà LG 27GN950 mang lại cho anh em khi mà anh em chơi game. Nhưng mà có một cái điều mà mình khuyên anh em là anh em nên trang bị thêm cho mình một con card 3090 để có thể cân những cái tựa game đỉnh cao với max setting ở độ phân giải 4K trên một con màn hình 4K cao cấp như thế này. Còn nếu không thì 4K này nó hơi bị lãng phí. Và mình sẽ nói thêm một chút về độ bao phủ màu DCI P3 đạt 98% trên tấm nền nano IPS. Độ phân giải 4K thì ngoài là một con màn hình gaming cao cấp, LG 27GN950 còn là một con màn hình dành cho anh em thiết kế đồ họa, dựng phim hay là làm hình ảnh. Và ngoài cái việc là đầu tư một con màn hình để chơi game thì con màn hình này còn có thể phục vụ cho anh em nhiều mục đích khác nhau, thì đây là một con màn hình rất đáng sở hữu phải không? Và để chứng minh cho anh em cái điều mà mình vừa nói thì mời anh em đến phần test SpiderX mà mình đang có ở đây.
hiện tại thì con màn hình đang được sở hữu một cái mức giá có thể nói là không được mềm cho lắm ở Hà Nội Computer là 22.899.000. Nó không được phổ thông cho lắm. Tuy nhiên thì như anh em biết đấy, tất cả những cái sản phẩm công nghệ mà được tích hợp nhiều thứ xịn vào thì chúng ta không thể nào có một cái mức giá gọi là rẻ được. Và với những cái mức giá rẻ hơn thì anh em chỉ có thể tìm được những con màn hình phổ thông hay là trung cấp mà thôi. Và anh em biết rồi đấy, các cụ có câu đồng tiền thì đi liền chất lượng. Và còn một điều nữa là khi mà anh em đặt trước con màn hình này tại Hà Nội Computer vào ngày mùng 1 tháng 10 cho đến 30 tháng 10 thì anh em sẽ được tặng ngay một con tay cầm Xbox trị giá 2 triệu đồng. Hời đúng không? Và anh em thấy sao ở con màn hình này? Hãy để lại bình luận ở phía dưới cho chúng mình biết. Ngoài ra thì đừng quên để lại một like để ủng hộ cho chúng mình. Và đừng quên bấm subscribe cũng như là cái chuông nhỏ phía dưới để có thể theo dõi những video mới nhất, cũng như là những cái deal thơm như mình vừa nói ở cuối video này. Và bây giờ thì cũng hết video rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số video tiếp theo.